khi nắng khi vui buồn. Ba thì hay tám vô tư hàng ngày. Ôi thật lắm lúc điên đầu, cha tôi lúc nào cũng không thành tài. Nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Chú Phúc ơi. Ê cha, gà trống nuôi con đây hả? Thì sao? À không, tại chị thấy cái không khí nó không có được trong lành lắm á. Mình ở thì mình phải một môi trường nó phải sạch sẽ thì mình mới có thể mình khỏe mạnh được á em. Thì sao chị? Đây là phòng của em mà. Em thích làm gì thì em làm chứ. Em thích ăn thì em ăn thôi. Thì đương nhiên rồi, này còn em, chị đâu có biết gì đâu. Nhưng mà chị chỉ góp ý em thôi. Nếu như mà ở đây mà sạch sẽ một chút xíu á thì sẽ tốt cho em. Nhưng mà tốt. Tóm lại á, chị lên đây để làm gì? À, tại vì có một bí mật sắp được bật mí. Bí mật gì? Em tự tìm hiểu nha. Ok. Mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ. Con cho mẹ coi cái này nè. Đó, mẹ coi đi. Hình Phúc nè. Dạ. Rồi sao? Kế bên chú Phúc là ai? Ủa, cô giáo gì Hiền? Đó. Cô giáo mấy đứa nhỏ mà. Thì đó, con đã nói là hai người này có tình ý với nhau, đang hẹn hò với nhau mà mẹ không tin con. Ủa, cô Diệu Hiền với thầy Phúc hẹn hò nhau thiệt hả? Theo em nghĩ là 99,9% là vậy rồi. Trời ơi, thằng Phúc này đúng là ghê thiệt. Con ơi, bạn bè trong trường đi uống cà phê chung đâu có gọi là bồ bình được con. Làm sao mà bạn bè bình thường được mẹ? Nếu mà bạn bè bình thường hoặc là đồng nghiệp á, làm sao mà bữa đó con chụp tấm hình này mẹ thấy không? Nè, ngồi với nhau nè, thân mật lắm. Mà cái quán cà phê vắng tanh rất là lãng mạn. Con bảo đảm có tình ý. Con nói cũng có lý. Nè, thôi bây giờ á, mẹ cầm tấm hình này để chất vấn chú Phúc đi. Trời ơi, có bằng chứng rõ ràng rồi, làm sao mà chối được, đúng không mẹ? Mẹ, mẹ thấy con hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc không? Phúc, tại sao con giấu mẹ? Giấu chuyện gì mẹ? Nè con coi đi. Con ghi gì? Diệu Hiền đã cặp bồ đúng không? Làm gì có mẹ. Cái hình này hình như là lúc tụi con đi họp nè, rồi cà phê thôi, có gì đâu. Ủa mà ai chụp tấm hình này vậy mẹ? Chị chụp hay chị giấu? Chị, em nói chị bao nhiêu lần rồi? Em nói chị đừng có xen vào đời tư của em nữa mà. Sao chị cứ xen đời tư em hoài vậy? Có gì đâu, cái này nhiệm vụ của mẹ giao cho chị mà. Chị đâu có muốn đâu, tự nhiên đi theo em làm như là sung sướng vậy á. Mẹ kêu con làm đúng không mẹ? Đúng rồi. Dạ em thưa chị dâu, em nói lại cho chị biết, từ đây về sau đừng có xen vào đời tư của em nữa. Chị thường nghĩ đi, nếu có một người khác xen cuộc sống của chị rồi đem chuyện của chị bêu rếu cho người khác, chị sẽ như thế nào hả? Dạ chị cứ chờ đi, em sẽ cho chị biết cảm giác nó như thế nào. Sợ quá đi, sợ quá đi. Mẹ ơi, tim con đập thình thịch luôn á mẹ. Chú cứ thử đi. Dạ. Hai đứa lẹ lên, trễ giờ học rồi kìa. Dạ mẹ. Nhanh lên con, nhanh lên. Dạ mẹ ơi. Hả? Cho con xin 200.000 để mua thêm tiền sách bài tập toán với bài tập hóa nâng cao được mẹ. Đương nhiên là được rồi, đầu tư cho con trai cưng của mẹ học mà bao nhiêu tiền mẹ cũng tiếc hết trơn. Dạ, cảm ơn mẹ. mẹ còn con nữa. Con sao? Con cũng muốn được mua sách giống anh hai nè. Con mua sách hả? Dạ. Thậm chí những cái sách mà con mua rồi con còn không đụng vô nữa, giờ con mua sách gì nữa? Dạ con cần sách toán lại sách tiếng Anh đó mẹ, con cần cập nhật thêm hai môn đó. Con đừng có xạo với mẹ nha. Con xin tiền đi chơi đúng không?
Có đó mẹ, con học hành đàng hoàng mà. Học hành cái gì? Mấy cuốn sách cũ của con bao giờ con đụng vô đâu. Con trai. Dạ. Một chút nữa xuống mẹ đưa tiền cho con nha. Dạ. Đi đi đi. Dạ, đi. Cảm ơn mẹ. Ừ, đi đi thôi mẹ. Dạ. Anh học dốt mà còn bày đặt xin tiền mua sách hả? Mẹ ơi, mẹ ơi. 8, 9, 10, 11, 12. Hãy treo tường là thục dầu 50 cái, đó là quy định. 16, 17. Bớt bớt lại 18 này. Thầy ơi. Ủa, em chào thầy. Ờ, chào em. Trời, mới sáng sớm chi gánh nước rồi hả? Bận. Dạ. Có thích gánh phụ không? Dạ lại. Sáng rồi thấy một hot boy chạy một chiếc Honda phân khối lớn, chạy ngang trường. Đừng có nói với tôi đó là em nha. Không phải đâu thầy ơi, để em đi xe đạp. Mỗi chân muốn chết luôn thầy. Vậy hả, tội dạ. Nghiệp không? Mặc dù là đổ nón bảo hiểm nhưng mà tôi dòm cái tướng sau lưng thì đúng là người đó là em. Trời, nhầm rồi thầy ơi, không phải em đâu. Không phải em hả? Dạ. Mắt tôi là mắt cứu vợ, tôi điểm người nào là chính xác người đó. Không có nói nhiều, thục dầu. Tự nhiên thầy bắt em thục dầu, thầy em có làm gì sai đâu thầy. Đừng có cãi với tôi. Tôi ca hết bản nhạc mới được ngưng. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Dạ, em chào có thầy cô... Ờ, chào cô Mẫn, em làm gì sai mà thục dầu vậy hả? Em bị oan hả? Sao? Oan hả? Ý cô nói là tôi là phó hiệu trưởng mà giờ tôi đổ oan cho học trò của tôi hả? Dạ. Như rồi. Thầy ơi, như nãy là dư luôn rồi đó thầy. Ủa, tôi nhớ như tôi đâu có đếm đâu. Thầy giọng tính hả thầy? Làm lại từ đầu. Thầy, còn em đâu có... Tiếp tục. Ta ngồi đến bên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi. Ta yêu em như đông tàn ngày tận, yêu em như vùng trời mênh mông. Xong chưa em? Dạ xong rồi chị. Vậy đi nha. Ừ rồi. Mẹ ơi, bác con hai đi nha. Ừ, bác hai đi rồi thì bà pha sữa con uống nha. Mẹ ơi. Ơi. Cái áo của mẹ là cái kiểu nó như vậy hay là mẹ bận lộn vậy mẹ? Đâu có, mẹ đâu có mặc áo trái đâu, áo sơ mi mà. Dạ không, ý con hỏi là cái kiểu nó là dạt trên dạt dưới hay là mẹ đang gài nút lộn? Trời ơi, tao nói hồi nãy đang mặc cái áo rừng của bo nó khóc đó. Vậy hả? Trời ơi, cho nên đó mẹ. Không sao, không sao, không sao. Ừ, để mẹ làm lại. Con phụ mẹ cho. Bà già lú lẫn. Đừng cười bác ha. Dạ, có gì đâu bác. Ừ, tại của bo nè. Tại bo đó. Bác hai đi nha con. Ơi, không phải cái sữa này của con. Con có sữa khác. Ồ, trời ơi. Đi em. Con đi hội thảo nha mẹ. Ừ. Trời ơi, không phải sữa của con. Đúng là con dâu trời đánh khó tôi rồi. Ví dụ mà thấy mình mặc kệ thì nó tế nhị, nó kêu mình ra một chỗ nói đi. Có mặc cái cô y tá đi mà nó làm cho mình quê thiệt. Tất cả là tại con đó. Con làm cho bà quê đó. Biết không? Cha mày. Nói vậy mà cũng cười. Cha mày là tại mày đấy nè. Mà bà quê đây nè. Mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ những mây cùng mù. Mình về có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Các câu thơ tiếp theo, cô xin mời bạn Mẫn đọc cho cả lớp với cô cùng nghe nha. Mẫn. Mẫn, cô đọc tới đâu rồi? Em đọc tiếp cho cô nha. Đây, đây, đây. Dạ. Dạ. Dạ con là những tiếng đàn bọt nước, Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt, li la li la li la la la. Ô cô, sao các bạn cười em ý vậy cô? Cô đang đọc bài thơ Việt Bắc mà em đọc qua đàn guitar của Loka. Ai mà mắc cười? Thôi mà các em, mặc dù Mẫn đọc sai bài nhưng mà giọng đọc của Mẫn lúc mà đọc Lila Lila rất là truyền cảm đúng không? Cho Mẫn một tràng pháo tay nha. Nhưng mà lần sau Mẫn không được ngủ gục trong lúc học, biết chưa? Dạ em biết rồi. Cô tha cho em lần này thôi đó. Dạ.
không tin luôn á. Nó ngu gật trong lớp cô không la. Trong khi đó nó đọc lộn bài. Đã vậy nó còn giọng như dịch đẹp. Thấy ghê mà cô không la quá. Phi lý được chứ. Mày không biết hả? Hai người đó thân với nhau. Hèn chi. Đó là lý do mà cô thiên vị với nó như vậy. Chứ còn gì nữa. Trời, dễ sợ được chứ. Kem ơi, về nhà học thuộc cho cô bài thơ này nha. Như vậy là tiết học hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Nhớ học thuộc bài cho cô nghe chưa. Bây giờ thì hẹn gặp lại Kem ở tiết sau nha. Học sinh nghiêm. Kể tạm biệt. Mày muốn gì? Ê, bộ ở đây muốn đánh nhau nữa hả? Mày đừng ý á, thân với cô á, muốn làm gì làm. Tao đây không có được vui, đừng chọc điên tao. Tao phát gây sự là sao? Ôi trời trời trời, trời ơi, đánh nhau mọi người. Ôi cô chậm nè, ôi cô chậm. Nhưng nó mới là người đánh em trước đó cô. Không nói nhiều nữa. Vũ, đi vào phòng giáo viên với cô. Chứ lúc nào cô bên dọc cho anh Mẫn vậy? Rõ ràng Mẫn cũng lên trước mà. Lúc nào cô liên dị anh Mẫn hết trơn á. Nói cái gì vậy Vũ? Ủa, em nói đúng hả? Lúc nào anh sai, em đúng gì á. Cô cũng nói anh sai sai, anh Mẫn đúng hết trơn á. Nè nè, cái thằng đang vũ vô đảng kìa. Mày đang nói chuyện với cô giáo đó nghe chưa? Còn cái thằng này nữa. Học lọt suốt ngày đi quýnh lộn quýnh lão. Ở nhà mày quýnh tao chưa đủ hả? Vô đây mày quýnh bạn quýnh bè. Mày giết tôi luôn đi. Thôi mà, cô nói cho các em biết. Kể cả Vũ nữa. Cô chưa bao giờ thiên vị bất cứ ai. Thì cô cũng không có lý do để thiên vị ai hết. Em hiểu chưa? Từ đó đến giờ hả? Em toàn là thấy cô bên nhục thằng Mẫn đâu mà. Có khi nào cô bên nhục với em đâu. Cô nhìn ra chứ mà cô mà nó còn cười nữa. Rõ ràng á, cô lên thiên vị thằng Mẫn mà. Phải rồi. Coi cô kìa, thiên vị ra mặt luôn á. Lần sau hai em mà còn đánh nhau nữa là cô không có bỏ qua đâu biết chưa. Dạ. Nè, bây giờ hai đứa ra kia úp mặt vô tường để đầu giờ chiều cho cô. Trời. Cái gì mà còn trời ơi nữa. Vũ, đi. Sao còn chưa chịu đi nữa? Cô, có phải là cô đang thiên vị cho em đúng không? Hả? Em thấy con có giận em vậy đó, cô đang thiên vị cho em đúng không? Em nói gì vậy Mẫn? Thầy cô giáo không bao giờ thiên vị cho bất cứ một học sinh cá nhân nào hết. Các em là đều như nhau. Em cười gì vậy? Ủa gì? Em ra ngoài đi cô. Úp mặt vô tường. Số tôi sao đó. Cái số cái cung nô bọc hay sao đó. Ở không không chịu. Phải làm. Ở không thì ngứa ngáy tay chân. Làm thì mệt, mệt rồi than. Thì bị la. Thiệt tình luôn á. Ủa sao có mùi mắm tôm đâu đây vậy ta? Trời đất ơi, ai ăn nước riêu mà bỏ trong cái này vậy trời, hú rinh. Thằng Hạnh chúng ai hết trơn đó. Thằng quỷ này thiệt à. Ủa, mà nó không đủ nó ăn, nó có đâu mà nó bỏ. Mình đi thiêu móc vậy trời. Gọi điện cho nó coi. Alo, Hạnh đó con. Nè, có ăn uống gì kỳ cục vậy?
Là sao mẹ? Trời đất ơi, tô bún riêu đó mẹ ăn hết để vô rình mắm tôm không kìa. Cái gì? Con có để hồi nào đâu. Ủa không phải con hả? Không phải con thôi. Không phải thằng Hạnh thì ai ta? Ủa mẹ, mẹ ăn nữa hả? Trời ơi, mà chiều mẹ nấu bún riêu quá nhiều quá, cho nên nhờ thấy bỏ uống. Cho nên ăn, có ăn không mẹ làm cho con tô? Không, mẹ lớn tuổi rồi mình phải ăn uống khoa học chút xíu. Mẹ ăn vậy hoài không có tốt cho sức khỏe đâu đó nha. Mẹ biết, nhưng mà hồi chiều á ăn bún cho nên giờ mẹ đói bụng. Mẹ có biết sao mẹ hay đói bụng giờ này không? Sao? Tại vì mẹ hay ăn khuya vào cái giờ này, nó như là hình thành một cái thói quen cho mình vậy đó. Cho nên cứ giờ này là mẹ phải đói bụng. Bây giờ mẹ không ăn khuya nữa, mình phải tập từ từ lại, tự động sẽ không còn đói bụng vào giờ này nữa. Ok? Ok, mẹ hiểu chưa? Nhớ nha mẹ, đừng ăn khuya nữa, bỏ đi. Mày nhớ chưa? Tôi già rồi, tôi còn sống bao nhiêu lâu nữa. Vì tôi đói cho tôi ăn chứ. Vì cũng cấm cản là sao? Tôi lỡ mập rồi tôi đâu có sợ nữa đâu. Đồ con dâu trời đánh, cản nè. Hoàng Anh ơi, Hoàng Anh. Dạ mẹ. Con có chai dầu gió cho mẹ mượn coi. Dạ, dạ, mẹ vô đi mẹ. Tôi chai dầu gió cho mẹ. Dạ, dạ, dạ. Nè mẹ. Hình như là mẹ nghe cái mùi mắm tôm đâu đây nè. Con ăn hả? Dạ, đâu có, làm gì có. Con nói với mẹ rồi là ban đêm không có ăn, ăn mập lắm. Sao nghe mùi mắm tôm? À chắc anh Hạnh đó mẹ. Anh ăn no cái anh ở thôi cái mùi á. Vậy hả? Dạ. Nhanh. Đó đó, không tới nằm mơ anh còn nhai nữa mẹ nè. Dạ dạ con ngừng nghỉ rồi. Mẹ ngủ ngon nha mẹ. À quên, Hoàng Anh. Dạ. Con xuống con cạ giùm cổ mẹ, phải sao cái mẹ nhức cái cổ quá. À dạ dạ dạ. Ừ. Thì ra là con Hoàng Anh. Vậy mà bày đặt ha, nói tôi là ăn khuya mập lắm mẹ ơi. Rốt cuộc đem lên đây ăn mà ăn không hết. Coi nè, phí của trời không, ăn bỏ mướt nguyên tô vậy hả? Mình có cơ hội phục thù rồi. Gọi điện cho thằng Phúc liền. Dạ con nghe nè mẹ. Dạ thiệt hả mẹ? Mẹ giữ như hiện trường nha mẹ, để con về con chụp con đăng Facebook cho cả thế giới biết chị dâu gương mẫu của con nha mẹ. Dạ giữ như hiện trường nha mẹ. Con về liền. Chị dâu. Dạ. Cái gì đó mình quên ta. Cái gì đó mình chưa làm. Cái gì ta? Sao tự nhiên bữa nay đói bụng ban đêm giữa trời? Mới nói mẹ là không có được ăn đêm. Bây giờ mà xuống dưới chắc quê lắm. Ui. Giờ mình xuống dưới lấy đồ ăn, đem lên đây ăn, chắc đâu ai biết đâu đúng không? Hoàng Anh ơi, Hoàng Anh. Mẹ vô được không con? Dạ mẹ đợi con xíu. Con lấy liền mẹ ơi. Thôi chết.
Hôm qua lúc mà mẹ kêu mình đi xuống dưới đấm bóp cho mẹ, quên nhổ cái tô bún riêu. Trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Vũ Hoàng Anh, điểm mạnh hoàn hảo, điểm yếu có kẻ thù rình rập khắp nơi. Nguyễn Đức Hạnh, cánh tay phải đắc lực của Vũ Hoàng Anh. Nguyễn Thị Bé Năm, kẻ thù ẩn mặt, luôn tìm cơ hội chặt chém Vũ Hoàng Anh. Chị dâu à, chị dâu. Yeah. Nguyễn Đức Phúc, kẻ thù ra mặt, luôn tìm cách trả đũa Vũ Hoàng Anh. Alo. Anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Anh giúp giùm em chuyện này nha. Cái gì? Mắm tôm hả? Anh còn lớn tiếng vậy không? Anh nói mọi người nghe làm sao? À, anh đang chạy ngoài đường. Anh đi đá banh, bữa nay phải đá thắng đội thằng Khánh nè. Bây giờ giữa em với trái banh, anh chọn ai? À, anh biết mình phải chọn ai rồi. Vậy nghe. Dạ cô ơi, làm ơn cho một chiếc taxi tới đường 1C khu trung. Ủa anh ơi, anh ơi. Cái gì vậy? Ủa, kêu hết hồn mày. Con đây nè, đó. Đi đâu vậy? Chậm đi với. Anh đi về nhà. Mày quá, em cũng về nhà nè. Lẹ 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 lẹ. Xe mày đâu mày không đi? Thì cứ đi đi em nói, lẹ lẹ lẹ. Ơi cái thằng quỷ này thiệt tình. Ông hả, giờ tính sao đây? Gì nữa gì? Trời ơi, con Hoàng Anh á, không biết nó bị cái gì nữa. Nó đem tô bún riêu lên phòng nó ăn, rồi xong cái nó cất ở trong cái tủ trang điểm của nó. Bây giờ vô phòng nó toàn là mùi mắm tơ, ông thấy ghê quá. Trời ơi, cái chuyện đó mà hỏi nó, mà điện thoại mà hỏi tôi. Thì tại tôi thấy nó kỳ kỳ cho nên nói ông coi ông tính sao mà. Tính cái gì? Qua cái chuyện đó mốt nữa gọi tôi nữa nha. Mệt. Trời, ông này cướp máy ngang xương à? Là mình cục hứng à? Bà rảnh hơi thiệt. Đang nằm mơ thấy đẹp quá. Chuyện này là chuyện lạ nhất trong đời. Chuyện lạ nhưng mà có thiệt. Phải cho nhiều người chứng kiến chứ. Ông ơi, mình chứng kiến quá uổng. Hồi nào vậy ai cũng nghĩ con dâu mình là hoàn hảo, là tốt đẹp. Bây giờ phải cho nhiều người chứng kiến cái hoàn hảo của nó. Yeah. Ok. Alo. Bà đang đâu vậy? Qua nhà tôi chơi. À, đang ngồi với mấy bà bạn hả? Trời ơi, rủ hết mấy bạn qua đây, càng nhiều càng tốt. Hôm nay có chuyện vui lắm, chuyện hot lắm. Qua nhà tôi chơi, qua liền nghe. Kéo càng đông càng tốt nghe. Ok. Có phim để coi rồi. Gọi điện thoại cho anh chi vậy? Em mới gọi cho anh đâu. Sao nghe máy vậy ta? Hả? Nghe máy đi. Giọng ai vậy? Giọng của ông Phúc. Đang đi trên đường gặp nó có gian đi về nè. Cái gì? Dạ em thưa chị dâu, em nói lại cho chị biết, từ đây thì sao đừng xen đời tư của em nữa. Chị thường nghĩ đi, nếu có một người khác xen cuộc sống của chị rồi đem chuyện của chị bêu đến với người khác, chị sẽ như thế nào hả? Dạ chị cứ chờ đi, em sẽ cho chị biết cảm giác nó như thế nào. Sợ quá đi, sợ quá đi. Mẹ ơi, tim con đập thình thịch luôn á mẹ. Chú cứ thử đi. Anh, bây giờ anh nghe cho kỹ nha. Anh chỉ trả lời có hoặc không. Thôi tốt nhất là anh đi xuống xe, anh đi ra một bên đi, đứng xa chú Phúc để chú Phúc không nghe những cái lời của em với anh nói chuyện với nhau. Rồi, xa chưa? Rồi.
Bây giờ em hỏi anh nè, có phải trên tay chú Phúc cũng cầm điện thoại không? Có. Anh có nói lý do anh về nhà không? Không hề. Bây giờ anh nghe cho kỹ nha, tìm mọi cách bỏ chú Phúc xa nhà, càng xa càng tốt. Anh chạy đường tắt về nhà, nhanh thật nhanh cho em, dọn cái tô bún riêu đó giùm em. Đừng hỏi lý do nữa, em sẽ giải thích anh sao, ok? Đường tắt, rồi, nhớ. Nhanh lên! Ê, alo, alo. Sao mẹ bắt máy vậy ta? Đi lại đi. Đừng chết. Anh ơi! Anh đi đó anh ơi! Này, mà chơi thoải mái đi. Thấy phòng con dâu tôi sao? Ừ. Sạch sẽ mát mẻ không? Đúng là Hoàng Anh mà, nó là giỏi mà. Lúc nào cũng sạch sẽ. Đẹp quá chừng luôn. Ừ, sạch sẽ quá trời đó ha. Sao tôi nghe có cái mùi gì thâm thủm bà ơi? Mùi gì thâm thủm? Ừ, đâu á? Mùi giống mùi mắm tôm á bà. Mùi mắm tôm hả? À nè, trời đất ơi. Trời ơi, mùi mắm tôm đây nè. Tô bún riêu nó thiêu ồm mà bà, ai sao ăn lên giấu trong đó vậy? Trời ơi. Tôi nhớ rồi. Tao nói là tối hôm qua đó, dâu tôi đó, nó bưng cái tô bún riêu vô trong phòng. Trời đâu có ngờ đâu trời. Cái kiểu này làm biếng nè bà ơi. Ôi, nó ăn nó không đem dẹp, nó đem cất vô đây trời ơi. Nó giấu luôn đây nữa trời ơi. Tôi tưởng đâu là nó sạch sẽ lắm chứ, ai ngờ nó bày hay quá ha. Nó bày hay mà nó còn bê bối nữa phải không? Đúng rồi. Ê, nó nghe nè. Nói đi phải nói lại. Con người mà, con dâu tôi cũng là con người chứ đâu có ai hoàn hảo 100% đúng không? Mấy bà thấy gì, thấy sao để vậy nghe, không được nói ai nghe, tội nghiệp đó nghe. Ừ, đúng không? Ừ, thì mặc dù nó bê bối bày hay thiệt đó. Ghê quá. Quên. Trời đất ơi, bây giờ mới nhớ nè. Cái gì vậy? Tao nói tôi sắp sửa đi mua tả cho thằng Bo. Quên cái gì, rủ mấy bà qua đây chơi, bây giờ đi mua cho nó rồi bây giờ sao giờ? Thôi được rồi, để tụi tôi đi về, lần sau chơi cũng được nha. Ừ, thôi lần khác qua chơi nghe. Nhớ tôi nhắc nhau. Thấy sao để vậy nghe, đừng có nói người này kia biết, tội nghiệp đó nghe. Rồi, nó sạch sẽ quá mà đúng không? Ừ, nhớ nghe. Để lần sau tụi qua. Nhớ nghe không, đừng có ai biết, tội nghiệp đó nghe. Nó sạch sẽ lắm mà. Sao em quen vậy trời? Chết cha, có khi nào lạc không ta? Cha rồi lạc rồi, sao quần hoài vậy ta? Mẹ đâu mẹ ơi? Giữ nguyên hiện trường cho con nha mẹ ơi! Nó đâu rồi mẹ? Mẹ ơi! Đâu rồi mẹ? Rồi, chết với con. Đem đặt tả, ý. Về xíu mẹ. Không được chứ. Đưa lên cho chị. Không được. Không được xoa. Xong. Chị xin lỗi. Ô, mọi người về hết rồi hả? Nè, hai đứa,
cô quyết định sẽ tha cho hai em lần này. Nhưng mà lần sau cô sẽ phạt rất là nặng nếu như mà hai em tiếp tục đánh nhau đó nha. Dạ, biết rồi. Mà Vũ. Dạ. Cô sẽ nhấn mạnh lại cho em một lần nữa, cô không bao giờ thiên vị cho bất kỳ một cá nhân học sinh nào hết. Các em đều bình đẳng như nhau. Em hiểu chưa? Dạ hiểu. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Hiểu rồi, Thục dầu 20 cái cho cô. Cô, em vừa mới được phạt mà. Thụt. Cô. Em luôn đó Mẫn. Em cười cái gì? Em đang có chuyện vui nên em cười. Thụt thêm 10 cái nữa. Thằng điên, nghe cũng cười. Hôm qua giờ em nghe có tin đồn. Tin đồn gì? Thầy giáo thể dục mới đang thích cô. Lên nữa rồi phải không con? Cực đỉnh rồi. Trời ơi. Con trai cưng của ba thương con quá đi. Đón xem tập 90 Gia đình làm số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 22 tháng 6 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. 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 Hey!